Nhạc hay quá mọi người. À, thì anh này bình luận men GHS đến được cặp 40 sub côn 100. 4 sub hay là 40 ta? Không hiểu. Bây giờ vậy ha. Nếu thí dụ như 4 sub mà côn 100 là chắc sub đôi đúng không? Sub kép đúng không? Sub kép là một thùng là hai cái sub. Là hai thùng là 4 cái. Nếu như mà gà ớt là 9.900 thì nó đánh thoải mái rồi, không sao hết. Đánh sub của GCF hay là gì đó, côn 100 nó loại là ok. 125 hay đuối. Tại nếu mấy cái gà ớt nó đánh sub dữ thần lắm, đánh sub bung côn luôn á, dữ lắm. Nói chung là nếu như mà anh em đi show đám cưới, show gì đó thì kiếm mấy cái men đánh sub là kiếm mấy thằng gà ớt là đánh ngon nhất, bền, cho bò. Còn cái kính 9.900 thì nó mạnh rồi, đánh súp nó hay lắm, nói chung là đánh súp lực. Còn những cái mét cái men Class H, Class D thì mình nên sử dụng cho full monitor là thôi. Còn cái men 9.900 như trong clip thì đánh súp côn 100 mà 4 cái cũng được nữa, tối đa của nó 4 cái đánh ok. Cái đó mình có thử rồi, mình ép đánh thử rồi nó vẫn bền thường thì không sao hết trơn, vẫn đánh ok. Bát của côn trăm mà côn bát thái ấy. Mình cũng quên mất tiêu, không biết bát gì côn trăm. Đi mấy show đám cưới thì vẫn thấy bình thường, đánh ok bình thường. Thử thực tế rồi chứ không phải lý thuyết không đâu. Để anh thử đi, 9.900 nha. Nhưng mà mấy cái men gỡ ếch yếu hơn thì thấy suy nghĩ lại. Rồi vậy ha.